Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Suốt 20 thế kỷ qua, tin mừng phục sinh của Đức Kitô đã trở thành niềm hy vọng dưỡng nuôi những tâm hồn cậy trông. Có biết bao chứng nhân không tiếc mồ hôi, nước mắt và sẵn sàng đổ cả máu đào để bảo vệ một đức tin vô giá. Nhờ đó, trên những triền núi cao hay suối sâu, nơi đâu cũng xuất hiện bóng dáng thập tự giá, chiếc chìa khóa dẫn tới hạnh phúc nước trời. Dẫu có những khó khăn thử thách, nhưng với đức tin vàng đá cùng lòng đạo thiết tha, những tín hữu trên miền dẻo cao vẫn không ngừng làm cho hạt giống tin mừng của Chúa đâm rễ sâu vào lòng đất và trổ sinh những hoa trái ngọt ngào. Chuyến hành trình lần này của chúng tôi bắt đầu khởi hành từ tòa giám mục Mến Thương khi những ánh nắng dịu dàng đầu thu chớm nở nụ cười. Bình minh đã thức giấc sau đêm dài ngủ mê vì hai cơn bão liền kề. Chiếc xe Jolie, người bạn đường thân thiết bắt đầu chuyển bánh, chậm chậm tiến qua ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính 121 năm tuổi. Phố phường Kinh Bắc nhộn nhịp đông đúc như thường ngày. Con đường quen thuộc dẫn chúng tôi ra xa lộ Bắc Ninh, Nội Bài vẫn nồng nồng mùi nước mưa chưa kịp khô. Những kỷ niệm về chuyến lữ hành năm trước lại ùa về, kéo theo những cung bậc cảm xúc đa chiều. Một mùa thu nữa lại đến với rất nhiều nỗi niềm tò mò, tạm lắng đi những bộn bề lo âu để nhường chỗ cho ký ức mới sắp hạ sinh trên những dẻo cao ngọt mềm cùng Chúa và mẹ Maria. Chiếc xe bon băng qua quốc lộ 18 rồi tiến thẳng vào quốc lộ 2. Trên đoạn đường qua cầu Kim Anh, nếu rẽ sang tay trái men theo sông Cà Lồ, chúng ta sẽ gặp giáo họ Bến Cốc thuộc giáo xứ Nội Bài, nơi có nghĩa trang thai nhi do Đức Cha Giáo Phận thiết lập từ năm 2007. Nếu rẽ sang tay phải theo quốc lộ 35 cũng chính là con đường dẫn vào các giáo họ như Thanh Hà, Tân Lương, Trung Lương thuộc giáo xứ Lập Chí. Chạy dọc suốt quốc lộ số 2, chiếc xe chở đoàn từ từ đi vào giữa lòng thành phố Vĩnh Yên, nơi cha Thomas Nguyễn Văn Phùng đang trực tiếp coi sóc. Khác với lần trước, lần này chúng tôi rẽ vào con đường dẫn đến Tam Đảo và Tây Thiên, hai địa danh du lịch nổi tiếng nằm trong giáo phận Bắc Ninh. Đến trung tâm thị trấn Tam Đảo, đoàn chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đến Tuyên Quang theo con đường 2C. Đây là tuyến đường rừng nối liền từ Vĩnh Yên đến Tuyên Quang. Qua ngã ba rẽ đi Tây Thiên, du khách sẽ bắt gặp một ngôi nhà thờ màu vàng khang trang của giáo họ Sơn Đình thuộc giáo xứ Đại Điền, nơi giáo phận đã trao cho các cha dòng Đồng Công trực tiếp coi sóc. Con đường 2C ôm sát chân núi Tam Đảo, tuy không gồ ghề, không có dốc cao, không có suối sâu, nhưng cũng quanh co và đầy thử thách. Đi giữa những tán lá rừng xanh mướt, vẫn còn văng vẳng tiếng ve kêu mà thấy lòng lâng lâng, hồi hộp trước giờ khắc đặt chân đến mảnh đất địa đầu phía bắc của giáo phận. Thỉnh thoảng lại có những con suối dốc rách chảy ngang qua đường, khiến du khách đi qua như được gội mát giữa tiết trời oi bức. Những dòng suối mát trong ngần ấy cũng chính là nguồn dinh dưỡng nuôi nấng những cánh đồng lúa chủ phú. Những nhánh lúa đường thỉ con gái khẽ ấp mình giữa lòng thung lũng nhỏ gầy nằm sát chân núi Tam Đảo. Dãy núi Tam Đảo lúc ẩn lúc hiện, hệt như một chàng trai người rừng khỏe mạnh chạy dọc suốt ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Tam Đảo cũng là dãy núi nằm giữa lòng giáo phận. Xuyên qua những cánh rừng đang bắt đầu vào thu, men theo dòng Lô Giang, đoàn chúng tôi đã đặt chân đến thành phố Tuyên Quang để tiếp tục cuộc hành trình theo quốc lộ 2A. Con đường từ Tuyên Quang lên thị trấn Tân Yên bị các xe tải nặng nghiền nát, làm biến dạng. Mặt đường bỗng trở thành hệ thống ổ gà, ổ voi dày đặc. Ngồi trong xe mà cả đoàn cứ rung lắc bần bật. Trải qua quãng đường gồ ghề,
đoàn chúng tôi cũng đặt chân đến mảnh đất Địa Đầu giữa lúc cái nắng đang lên đến đỉnh điểm. Theo cung đường này, muốn sang thăm Bạch Sa, bắt buộc lữ khách phải đi qua một phần đất thuộc tỉnh Hà Giang. Từ cổng chào Hà Giang đi thêm chừng gần một cây số rưỡi, bến Đỏ Đèn nằm hai bên bờ Lô Giang đã hiện ra trước mắt. Nghe tin đoàn chúng tôi đến thăm, ban hành giáo và bà con giáo dân Bạch Sa đã sang tận bên này bến đò chờ đón. Đến đây, ô tô của đoàn phải gửi lại bên này vì con đò nhỏ không sang được. Sông Lô đang vào mùa nước lũ, dòng nước xiết chảy cuộn đò phù sa, khiến con đò như chạy trên một cõi phiêu bồng. Những cây cổ thụ già nua oằn mình xoay bóng xuống dòng sông ngầu ngầu đỏ. Dòng Lô này cũng chính là ranh giới tự nhiên phân cách giữa giáo phận Bắc Ninh và giáo phận Hưng Hóa. Giáo xứ Bạch Sa cách tòa giám mục chừng 230 km về phía Bắc. Bạch Sa là giáo xứ cực Bắc của giáo phận. Hiện nay, giáo xứ có chừng trên 2.000 nhân danh, đa số làm nghề nông, trồng rừng, sống rải rác trong 4 giáo họ và 3 giáo điểm. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé nằm sát bên dòng sông Lô của họ nhà xứ được làm bằng gỗ từ cách đây gần 40 năm. Tháp treo chuông dầm mưa dãi nắng nên dần mục nát. Bà con giáo dân ở đây vẫn hằng ước mong đến một ngày không xa sẽ xây dựng được một ngôi thánh đường khang trang để cùng nhau cầu nguyện. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng đời sống đạo của bà con giáo dân vẫn kiên vững không lay. Không ai nhớ rõ vùng đất này có đạo từ khi nào. Chỉ biết khi lớn lên đã được các bậc tiền nhân dạy dỗ rằng Chúa là cha và mọi người là anh em. Trải qua bao năm tháng khó khăn, nhọc nhằn, cấm cách, những người tín hữu nơi Địa Đầu của giáo phận luôn xác tín niềm tin vào Đức Kitô như nước sông Lô vẫn theo dòng đổ về biển cả. Năm 2008, cha Du Xe Trần Quang Khiêm lên coi sóc xứ thì đời sống đạo của bà con ở đây thì càng ngày càng được phát triển. Sau cha Du Xe Trần Quang Khiêm thì đến cha Du Xe năm 2010 thì cha Du Xe Ngô Ngọc Đoàn lên coi sóc thì cũng đời sống bà con ở đây là cũng càng ngày cũng càng được phát triển, nhất là đời sống đạo. Đường tuy rằng cái đường xá ở đây đi lại nó cũng rất là khó khăn, vùng sâu vùng xa. Cơ sở vật chất thì cũng rất là còn nghèo nàn, nhưng mà các cha cũng hết lòng phục vụ. Đầu năm 2012, Đức Cha đã gửi một cha trẻ lên coi sóc Bạch Sa thay cho cha Du Xe Ngô Ngọc Đoàn. Sau hơn một năm làm thợ săn trên cánh rừng truyền giáo, cha Du Xe Hoàng Anh Tuấn không hề quản ngại đường xá hiểm trở, cơ sở vật chất thiếu thốn để đến đồng hành và củng cố niềm tin cho bà con giáo dân. Giáo xứ Bạch Sa có 4 giáo họ và 5 giáo điểm. Hiện tại có 4 giáo họ, một nơi xa nhất là đó là khoảng giáo họ Tân Thành khoảng 40 cây số, giáo họ Minh Dân, giáo họ Đồn Bầu, và có 5 giáo điểm là Minh Khương, Minh Hà và ở trên Yên Thuận rồi Thụt. Đấy là những nơi chưa có giàn thờ và có số đông giáo dân ở xen lẫn với người dân tộc. Về đường xá thì rất là khó khăn, hoàn toàn là đường rừng núi, cho nên vấn đề đi làm mục vụ rất là khó khăn, đặc biệt là khi là trời mưa và rét. Hiện tại cơ sở vật chất của nhà xứ thì là chưa có nơi thờ tự theo đúng nghĩa, bởi vì là nhà thờ hiện tại của giáo xứ Bạch Sa chỉ có khoảng 60 mét vuông là nhà gỗ đã được xây dựng từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, đã bị xuống cấp rất là nhiều. Ước mong của giáo dân là sẽ xây dựng được một nơi để mà giáo dân có nơi tham dự thánh lễ, có nơi cầu nguyện hàng ngày. Đối với các họ khác thì hoàn toàn chưa có một ngôi nhà thờ nào được xây bằng gạch mà hoàn toàn bằng gỗ đã xây dựng cách đây 30-40 năm cho đến cũng hoàn toàn xuống cấp. Ước mong của các giáo dân cũng là muốn xây dựng những ngôi nhà thờ này
để lấy nơi cầu nguyện hàng ngày, để những ngày mưa ngày nắng giáo dân được đến gặp gỡ Thiên Chúa qua cái đời sống cầu nguyện của mình. Nhưng mà rất là nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là đời sống kinh tế vẫn còn quá khó khăn. Ước mong tất cả mọi người đều chung tay cầu nguyện và nâng đỡ cho mọi người giáo dân trong giáo xứ Bạch Sa. Công việc mục vụ của một linh mục miền Sơn Cước quả thật không dễ dàng. Những chuỗi đường rừng hiểm trở có nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự cầu bầu chở che của mẹ Maria mà các cha đã kiên vững băng qua mọi gian lao thử thách. Nhắc đến Hàm Yên, người ta nghĩ ngay tới giống cam sành nổi tiếng thơm ngọt, một trong 10 đặc sản đệ nhất trời Nam. Nhưng đến giờ, trên vùng núi rừng này, người ta còn nhắc đến một đặc sản nữa, đó là giống cây Đức Tin. Một trong những hoa trái của cây Đức Tin nơi đây chính là núi Đức Mẹ Bạch Sa. Bạch Sa, hay chính xác hơn, trước đây người dân thường gọi là núi Bạch Sa, có nghĩa là núi có con rắn trắng. Theo truyền tụng, thì vào những năm 20 của thế kỷ trước, ở vùng núi này, con trai đầu lòng của các gia đình khi mới sinh thường mắc những chứng bệnh lạ và sau đó không lâu thì qua đời. Lúc ấy, cha Giả Thịnh, một trong những linh mục đạo đức thuộc giáo phận Hưng Hóa, đang coi sóc vùng Tuyên Quang. Khi nghe tin dữ, ngài đã không quản đường rừng gian nan mà đi bộ hàng chục cây số để đến vùng rừng thiêng nước độc này. Sau khi cầu nguyện, cha Giả Thịnh đã được linh báo rằng ở trong núi có một con rắn độc chuyên bắt những bé trai đầu lòng, và miệng của con rắn ấy chính là cửa hang. Để trừ những tai họa cho dân, cha Giả Thịnh quyết định đặt tượng Đức Mẹ vào miệng hang. Kể từ đó, con trai đầu lòng của các gia đình vùng này sinh ra đều khỏe mạnh và lớn lên bình thường. Có nhiều cụ còn sống đến ngày nay làm chứng cho tích chuyện này. Qua biến cố lớn lao ấy, nhiều người lương dân đã xin được rửa tội để trở thành con cái Chúa. Ngay dưới chân núi Bạch Sa, bà con giáo dân đã tự tay đắp dựng tượng Thánh Phêrô, quan thầy của giáo họ, và đặt trên một hòn đá tự nhiên cực lớn. Cạnh ngay tượng đài Thánh Tông Đồ là khu đất đặt nhà nguyện đầu tiên của Bạch Sa. Tính đến thời điểm này, phần đất có ngôi nhà nguyện đang sử dụng là địa điểm thứ ba mà giáo họ chuyển đến. Trong tương lai gần, giáo họ dự tính sẽ xây dựng ngôi thánh đường khang trang trên phần đất lễ đài hiện tại. Tiễn chúng tôi sang tận bên kia con đò, cha xứ Giuse Hoàng Anh Tuấn không quên hẹn gặp vào một ngày gần nhất. Ánh mắt của vị linh mục trẻ miền Sơn Cước hiện lên rạng ngời một niềm tin báo hiệu cho ngày mai tươi sáng. Chắc hẳn không chỉ chúng tôi mà còn rất nhiều người sẽ trở lại Bạch Sa để thăm cha xứ, thăm giáo xứ, và nhất là đến hang Đức Mẹ núi Bạch Sa để cầu nguyện. Một lời hẹn hò đầy ý nghĩa nếu lấy chúng tôi suốt chặng đường dài. Chia tay Bạch Sa khi những ánh bình minh bắt đầu khoe sắc, báo hiệu một ngày oi nồng, nắng nóng. Xuôi dòng Lô theo đường số 2, đoàn chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình còn đầy ắp những khó khăn đang đứng đợi phía trước. Dẫu đoạn đường xa mờ, mấp mô, nhưng có Chúa ở cùng, chúng tôi chẳng hề nao núng. Sau hơn một giờ đồng hồ xuôi dòng, đoàn chúng tôi cũng đặt chân đến cầu Bợ, một trong những cây cầu nối liền hai bên dòng Lô Giang. Điểm hẹn chúng tôi ghé thăm tiếp theo là nhà thờ giáo xứ Tân Bình, mọi người thường gọi là Bình Sa hay Bợ. Giáo xứ Tân Bình hiện nay có khoảng 1.500 giáo dân sống rải rác trên địa bàn hành chính rộng lớn thuộc các huyện Chiêm Hóa,
một phần huyện Hàm Yên do cha du xe Nguyễn Văn Đinh coi sóc. Đây cũng là một trong những giáo xứ trẻ với nhiều hứa hẹn cho công cuộc loan báo tin mừng. Men theo con đường đất, một giáo dân Tân Bình dẫn đoàn đến thăm làng Phong, Đồng Lệnh. Sau hai trận bão, con đường trở nên lầy lội như những thửa ruộng chuẩn bị xuống họa. Các xe tải lớn liên tục chạy qua khiến cho con đường vốn đã xấu lại càng trở nên tồi tệ hơn. Những đường ray, đất bì bõm, gập ghềnh được hình thành. Chiếc xe dù lì già nua, vất vả, oằn mình lội qua quãng đường ngập đầy bùn đất. Chỉ cần lái xe lơ là một chút là hậu quả khôn lường có thể ập đến. Đoàn chúng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để vượt qua quãng đường trông chênh dài chưa đầy chục cây số trong cái nắng đầu thu bỏng rát. Khi còn cách làng Phong chừng 2 cây số, tất cả thành viên trong đoàn buộc phải đi bộ qua đoạn đường lầy lội, trơn trượt, ngổn ngang đá sỏi nằm chờ thi công. Có đến đây, có trực tiếp đi trên con đường này mới thấu hiểu đời sống khó khăn của bà con nơi đây. Hay tin đoàn chúng tôi đến thăm, một số bà con trong làng đi xe máy ra đầu đường bê tông của làng để chào đón. Con đường chạy giữa vườn mía là một trong những công trình mà Đức Cha Giáo Phận đã trực tiếp xin tài trợ xây dựng. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi cũng vào được làng Phong Đồng Lệnh. Làng Phong này được thành lập từ năm 1972. Đến năm 1977 thì bị giải tán, sau đó lại được tái thiết lập. Đã có thời điểm người ta không còn nhắc nhớ gì đến Đồng Lệnh và bỗng nhiên làng Phong này trở thành một vùng đất chết, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thế nhưng nhờ niềm tin mãnh liệt, những bệnh nhân Phong vững vàng vượt lên số phận, hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, giáo phận đã gửi các cô thuộc tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất lên đây chăm sóc cho những người bệnh Phong. Đa số, đời sống của bà con nơi làng Phong đã được cải thiện đáng kể. Nhưng cũng còn không ít những số phận cô đơn, lẻ loi, sống dưới nếp nhà cấp 4 sờn cũ. Hiện lên rõ nhất trong những phận người đớn đau ấy. Bà cụ Trinh năm nay bước sang tuổi 104. Cụ lên đây từ những ngày đầu thành lập làng. Đến năm 1989 thì cụ xin học đạo và được các cha rửa tội. Qua tiếng nói thì thào nhưng quả quyết, cụ bảo với chúng tôi: "Không biết Chúa, chắc con sẽ không biết ngày hôm nay." Đến thăm làng Phong, chúng tôi gặp một số em thiếu nhi giáo xứ Tân Bình cũng đến đây thăm các cụ. Nhìn các em hồn nhiên vui chơi, thăm hỏi, chụp hình chung với các cụ, chúng ta có quyền hy vọng tương lai không xa, hạt giống tin mừng sẽ trổ sinh muôn vàn hoa thơm, trái ngọt trên những dẻo cao này. Chia tay làng Phong Đồng Lệnh mà ai nấy đều khâm phục nghị lực sống của những bệnh nhân Phong. Khi người ta không có nơi bấu víu, không gia đình, không tiền của, không nhà cửa và mang trên người một căn bệnh quái ác, thì tài sản duy nhất để bảo đảm cho cuộc sống chính là đức tin. Quả thế, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Chớ che cho con thoát những ngày tối tăm, rồi bao lo toan mà đời con sao mãi chê. Tình ngày hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay, giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn nuôi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con.
cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trên con đường trở về gập ghềnh lầy lội, chúng tôi tin sẽ có thật nhiều những bước chân lành lặn sẽ đến đây để nâng đỡ cho những số phận kém may mắn giữa núi rừng xứ Tuyên này. Tạm chia tay làng Phong, băng qua con đường rừng đầy ắp gió, đoàn chúng tôi đến với thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, khi cái nóng dội xuống như đổ lửa. Dù tiết trời oi nồng, nóng bức, nhưng một số bà con vẫn hăng say đến nhà nguyện đọc kinh. Vĩnh Ngọc là một giáo họ khá lớn, có chừng hơn 800 nhân danh sống quanh thị trấn Vĩnh Lộc. Ngôi nhà nguyện hiện tại của giáo họ nằm sát dòng Gâm Giang, xanh lờ màu nước. Ở đây, chúng tôi gặp một đệ tử đang theo dòng Đức Mẹ viếng thăm ở tận Bùi Chu về nghỉ hè. Không một chút băn khoăn, ngần ngại, dì Phương đã tình nguyện dẫn chúng tôi đến thăm các giáo họ trong vùng. Xuôi theo dòng nước Gâm Giang trong xanh như ngọc, chiếc xe chuyền mình vượt qua đèo gà, gồ ghề bụi bặm. Có đi trên những đoạn đường thế này mới hiểu được công việc mục vụ của các cha trên những vùng núi khó khăn đến mức nào. Theo như lời hẹn, đoàn chúng tôi đi đến khu vực địa giới hành chính xã Tri Phú, ghé vào thăm nhà bà cụ Lân. Tuy đã 2 giờ chiều, nhưng cả gia đình cụ vẫn kiên trì đợi đoàn đến để dùng cơm trưa. Bữa cơm thân mật cùng gia đình càng làm cho chúng tôi xúc động. Cụ Lân bảo, cơm gạo thì chúng con không thiếu, chỉ thiếu các cha và thánh lễ thôi. Giữa núi rừng hẻo lánh, xa nhà thờ, lại không có thánh lễ. Cụ Lân nghĩ ra cách giữ đạo rất hay, đó là dự lễ qua radio. Giữ đạo thì từ đấy cậu là tối sớm là tôi không bao giờ bỏ kinh. Thí dụ sáng sớm vậy mà bận cái việc gia đình dọn dẹp xong thì nếu mà tôi kịp thì tôi lên tôi đọc kinh, mà không lên đấy là ngày thường nhé. Còn ngày chủ nhật là không bao giờ tôi bỏ lễ. Chủ nhật thì lúc nào cũng có lễ, nhưng mà ngày thường là lúc nào cũng có đài, vì về ngày hai tôi mở 2-3 lần mà. 8 giờ sáng, 8 giờ đấy, cho đến 5 giờ rưỡi. Cho đến 5 giờ rưỡi xong lại đến 8 giờ 2 phút tối. Chỉ với chiếc đài nhỏ bé mà suốt bao năm qua, cụ không hề bỏ một lễ Chúa Nhật nào. Chỉ có điều, vì dự lễ qua đài nên cụ không được rước mình Chúa một cách trực tiếp. Mỗi khi đến phần hiệp lễ, cụ lại đọc kinh chịu lễ thiêng liêng. Nhưng bù lại, cụ được đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha và được Ngài ban phép lành qua đài. Cụ Lân cũng cảm ơn các cha của Đài Chân Lý Á Châu đã đem Chúa đến cho mọi người qua những phương tiện truyền thông. Cụ luôn nâng niu chiếc radio nhỏ bé như báu vật của riêng mình, để mỗi sáng Chúa Nhật, cụ lại bật lên và trải chiếu giữa nhà tham dự thánh lễ. Đến đây, chúng tôi như được bồi đắp thêm nền tảng đức tin. Và nhờ cụ Lân, chiếc radio cũ kỹ mà nhiều người đã lãng quên bỗng biến thành con thuyền chuyên chở đức tin đến cho những giáo dân vùng núi rừng Đông Bắc này. Sau bữa cơm trưa thân mật cùng gia đình cụ Lân, đoàn chúng tôi tiếp tục đến thăm nhà Bắc Tâm, một lương dân yêu mến đạo. Ngồi nói chuyện với Bắc Tâm, chúng tôi thêm hiểu hơn về gia đình bác. Bắc Tâm vốn là người Ninh Bình, di cư lên đây từ năm 1974. Bác bảo đã đi nhiều nơi, nhưng thấy ở đây có tình người nhất, người yêu người, nên mới quyết định cắm rùi ở chốn rừng hoang nước độc này. Chính ngôi nhà gỗ xây dựng từ năm 1984 mà bác đang ở là được bà con vùng này giúp đỡ, và bác gọi đó là nhà của làng. Chia tay bác Tâm mà chúng tôi tin rằng, với tâm hồn đơn sơ, chắc chắn bác chẳng xa nước Thiên Chúa, vì bác sống theo những giá trị tin mừng đã được gieo vào tâm hồn. Rời Tri Phú, chúng tôi đi sâu vào an toàn khu Kim Bình, một trong ba ATK của Việt Minh
trên vùng rừng Đông Bắc này. Dừng chân tại nhà bà Quyển có anh Tuấn là con rể Bắc Tâm. Gia đình bà Quyển vốn là giáo dân Bùi Chu, lên đây theo chương trình phát triển kinh tế mới từ những năm 70 của thế kỷ trước. Quả thật, ít có ai dám ngờ qua một chương trình của chính quyền vô thần, Chúa đã biến thành khí cụ để gửi gắm những hạt giống đức tin lên vùng dẻo cao khô cằn này. Nhờ vậy mà giờ đây, ngay giữa lòng ATK khi xưa, những hạt giống tin mừng đã đâm chồi, nảy lộc và trổ sinh hoa trái. Tiếp tục lần theo dấu chân của những giáo dân vùng xuôi lên đây định cư, chúng tôi đến thăm gia đình ông Dũng, trưởng giáo khu Tri Phú, Kim Bình. Ở đây, trên suốt trục đường này, cứ cách chừng 4 đến 5 km lại có một gia đình công giáo vốn là người dưới xuôi lên đây làm ăn. Ông Dũng chia sẻ rằng, giữa vùng xôi đỗ này nhưng mọi người vẫn nhiệt thành và kiên vững về đức tin. Hàng tuần, vào tối Chúa Nhật, tất cả các gia đình trong khu cùng tập trung lại một nhà để đọc kinh cầu nguyện. Và cứ thế luân phiên từ nhà này sang nhà khác. Nhờ vậy mà gần 20 gia đình vẫn giữ được nề nếp sinh hoạt đạo suốt bao năm qua. Trước giờ chia tay gia đình ông Dũng, chúng tôi không quên nhắc lại câu chuyện tình của con trai ông Dũng và vợ anh, vốn là một cô gái thuộc xứ đạo Yên Thủy. Hai người gặp nhau nhờ tham gia nhóm loan báo tin mừng. Vượt qua những thử thách, tình yêu của đôi bạn trẻ trở nên tròn trịa hơn. Giờ đây cả hai đã nên nghĩa vợ chồng và có với nhau những đứa con bụ bẫm. Nghe những câu chuyện cổ tích ngay giữa lòng ATK, chúng tôi như được bồi bổ thêm về đức tin. Chính Chúa quan phòng đã sắp đặt để những hạt giống tin mừng có thể bám rễ trên vùng dẻo cao đầy khó khăn, thử thách. Chia tay gia đình ông Dũng mà ai nấy cũng bịn rịn, bồi hồi, xao xuyến. Chiếc xe màu xanh sờn bạc của đoàn chuyển bánh lên đường. Con đèo làng chớm vào thu, nghe rõ từng tiếng chim hót gọi nhau tìm về tổ ấm. Những bụi chuối, nương ngô, xanh ngăn ngát, điểm tô cho công trình của đấng hóa công. Những tia nắng chiều tàn còn sót lại trên tán lá rừng, dường như lưu luyến, chưa muốn rời. Hình như ở đâu đó nơi đây có một cánh rừng đang chín. Sắc vàng của nó hắt lên nền trời, làm bầu trời ánh lên một màu đồng hun trù phú. Mùa thu đang rón rén đứng sau dãy núi sông Gâm, Điệp Trùng, luôn kẻ vai sát cánh bên nhau. Chỉ ít hôm nữa thôi, sắc vàng của lá sẽ phủ kín nơi này. Sau một đêm nghỉ ngơi an lành tại giáo xứ Yên Thịnh, nơi có cây thánh giá mà ở phần 1 đã nhắc đến, đoàn chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đầy lý thú. Con đường mang số hiệu 37 nối liền từ Tuyên Quang sang Thái Nguyên trở nên đẹp hơn, bằng phẳng hơn khi có Chúa ở cùng. Trên cung đường này, chiếc xe tất bật vượt qua đèo Khế. Đèo Khế là ranh giới tự nhiên phân tách hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Trước kia, đường đi hiểm trở vì đèo cao vực thẳm. Đến nay, người ta hạ xuống thấp nên cũng giảm bớt được đôi chút. Vượt qua đèo Khế, chúng tôi chính thức đặt chân sang xứ sở ngát hương chè và dịu dàng chuyện tình hồ núi Cốc. Giáo họ đầu tiên thuộc giáo hạt Thái Nguyên mà đoàn đến thăm là giáo họ Vinh Sơn. Trước đây có tên là Tân Thành, thuộc giáo xứ Đại Từ do cha Phêrô Mai Viết Thắng coi sóc. Ngôi nhà thờ trông chênh của giáo họ nằm giữa cánh đồng lúa đường thỉ con gái xanh mươn mướt. Ngôi nhà thờ được làm bằng gỗ suốt mấy chục năm qua vẫn là nơi tụ họp đọc kinh cầu nguyện của cả dân họ. Giáo họ Vinh Sơn hiện có chừng 400 nhân danh, sống chủ yếu nhờ trồng chè và cấy lúa. Nghe tin có đoàn đến thăm, ông Trùm và một số bà con giáo dân đã ra tận nơi đón tiếp và nói chuyện với chúng tôi. Vinh Sơn nổi tiếng với quả chuông được làm từ vỏ bom. Hàng ngày, tiếng chuông bom vẫn ngân vang khắp vùng. Đứng nói chuyện với chúng tôi, ông Trùm kể lại quá trình chế tác quả chuông này. Vào năm 1989, dân họ đã mang xác quả bom từ trên núi về, mày mò và tạo nên quả chuông treo ngay trước cửa nhà thờ.
Nghe tiếng chuông được làm từ bom khiến người ta chợt nhớ đến câu kinh thánh trong sách Isaiah: đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên niềm nên hái. Chia tay giáo họ Vinh Sơn, chúng tôi trộm nghĩ, từ một quả bom gây đau thương cho con người, Chúa đã biến đổi thành quả chuông hòa bình. Nhờ tiếng chuông ấy mà đức tin củng cố và loan truyền để muôn người nhận biết ơn cứu độ. Tạm gác lại câu chuyện về chuông bom của giáo họ Vinh Sơn, chúng tôi đến thăm giáo họ Yên Lãng khi cái nắng cứ đua nhau kéo về. Tuy trời nắng nóng, oi bức, nhưng bà con giáo dân vẫn miệt mài lao động dựng xây ngôi nhà Chúa. Ngôi nhà thờ Yên Lãng được khởi công cách đây chừng 2 năm và giờ đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Đối với một giáo họ miền núi, xây dựng được một ngôi nhà thờ cao lớn như vậy quả là một việc không nhỏ. Có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng nhờ có Chúa đồng hành qua sự giúp đỡ của các vị ân nhân và nhất là sự nhiệt tâm, sẵn sàng hy sinh của bà con giáo dân đã đẩy nhanh quá trình xây dựng. Chỉ trong tương lai không xa, một ngôi thánh đường khang trang sẽ mọc lên giữa vùng núi Đại Từ. Bắt tay chào tạm biệt bà con giáo dân Yên Lãng, chúng tôi tiếp tục đi vào lòng hồ núi Cốc. Ngay ở đầu đoạn đường dẫn, hai ngọn tháp cao vút của nhà thờ Đại Từ hiện lên như một biểu chứng đức tin Kitô giáo giữa vùng núi rừng. Đi sâu vào hồ núi Cốc, hơi nước mát mẻ tỏa lên từ mặt hồ trong xanh làm dịu bớt tiết trời oi nồng đầu thu. Hồ núi Cốc chảy thông theo dòng sông Công, một nhánh ăn sâu vào tận chân núi Tam Đảo. Hồ còn gắn liền với huyền thoại Chàng Cốc và Nàng Công. Huyền thoại về Nàng Công Chàng Cốc tuy xa mà gần. Gần bởi lời nguyện ước trọn đời của chàng và nàng chẳng khác gì lời đoan hứa của người Công giáo trong bí tích hôn nhân. Nhờ lời đoan hứa vĩnh hôn và đơn hôn ấy mà những gia đình Công giáo vui sống bên nhau, làm cho tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa đơm bông kết trái. Giờ đây, Đạo Chúa đã ngự trị giữa hồ tình yêu này. Những ngôi thánh đường nằm sát bên hồ ngày ngày vẫn vang lên lời ngợi ca chúc tụng Đấng Hóa Công. Vào thăm ngôi nhà thờ đang xây dựng của bà con giáo họ đồng danh, lắng nghe lại những huyền tích nơi đây mà chúng tôi thấy lòng mình như được mở ra. Giáo họ đồng danh là một giáo họ nhỏ thuộc giáo xứ Đại Từ với khoảng 300 tín hữu. Đa phần bà con sống nhờ vào cây chè và tham gia các hoạt động thương mại du lịch nên thu nhập còn bấp bênh. Dẫu cuộc sống còn bộn bề, ngổn ngang nhiều lo toan, nhưng dân họ vẫn thay nhau gánh vác công việc xây dựng nhà Chúa. Và chắc cũng chỉ ít thời gian nữa thôi, ngọn tháp của nhà thờ đồng danh sẽ đổ bóng xuống hồ núi Cốc. Chia tay đồng danh, chúng tôi thầm cầu nguyện cho công trình nhà Chúa sớm được hoàn thiện. Trạm dừng chân nghỉ trưa của đoàn là nhà xứ Tân Cương, nhiệm sở của cha Đam Minh Nguyễn Minh Tân. Tân Cương nổi tiếng với giống chè hảo hạng mà chỉ nơi đây mới có. Nhớ 2 năm trước, khi thực hiện ký sự giáo phận Bắc Ninh một chặng đường, chúng tôi cũng đã đến thăm Tân Cương khi nhà mục vụ chưa hoàn thiện. Nay, ngôi nhà đã khang trang, khuôn viên nhà thờ cũng đang được cha xứ tiếp tục cải tạo và nâng cấp. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi được cha Tân trực tiếp dẫn đến thăm giáo điểm Thậm Thình. Con đường từ Tân Cương sang Phúc Tân êm ái, nhẹ nhàng. Đến giáo họ Phúc Tân, xe ô tô của đoàn phải gửi lại nhà ông Trùm vì chặng đường tiếp theo khá hiểm trở. Ông Trùm Phúc Tân và bà con giáo dân đã chuẩn bị xe máy, sẵn sàng để đưa đoàn vào Thậm Thình. Con đường từ Phúc Tân vào Thậm Thình đang thi công lại gặp mưa nên đi lại rất khó khăn. Những chiếc xe máy ì ạch vượt qua đoạn đường chỉ vài km mà mất đến cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc qua những đoạn lầy lội gồ ghề, người ngồi sau phải bỏ xe đi bộ. Có người trong đoàn thốt lên rằng, thật không ngờ khi nhân loại bước sang thiên niên kỷ thứ 3 được hơn chục năm mà ở vùng đất nằm sát thành phố Thái Nguyên lại có những con đường tồi tệ đến vậy. Giữa trời nắng chang chang, những giọt mồ hôi chảy xuống mà thấy mắt cay cay. Cuối cùng, mọi người trong đoàn cũng đến được địa điểm tập kết.
Để vào trong Thậm Thình, cả đoàn gửi lại xe máy ở nhà một lương dân rồi vượt qua chặng đường rừng mới có thể đến được đích. Đã đi nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm cảm giác đi trên đủ các phương tiện giao thông, từ ô tô đến xe máy, và cuối cùng là đi bộ. Đứng trước đoạn đường núi cao chót vót, giữa cái nắng như thiêu như đốt, dường như ai cũng chùn chân bước. Đã có những lo lắng mệt mỏi, nhưng có Chúa ở bên, ai nấy lại rộn vang tiếng cười mà yên tâm tiến bước. Con đường núi gầy guộc xanh xao hôm nay trở nên rộn ràng. Tiếng chim reo vui như để chào đón những bước chân yêu thương đem Chúa đến cho mọi người. Quên đi mệt mỏi, ưu phiền, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười tươi xinh. Cánh rừng vùng Đông Bắc đương độ vào thu thay áo mới. Đi giữa non xanh suối ngàn mà lòng thêm thiết tha yêu đời. Từ trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy cột tháp truyền hình Tam Đảo, quanh năm mây phủ, sương mờ. Dưới chân đèo, tiếng suối chảy đều đặn mà sục sôi, quyện với hương rừng thanh cao, tấu lên một bản nhạc không lời dài bất tận. Lặng im nghe tiếng gió rừng khẽ tâm sự mà thấy cảm thông và yêu mến những người dân chốn này. Đi bộ qua quãng đường rừng chừng 3 cây số, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đặt chân đến giáo điểm Thậm Thình. Thậm Thình là một giáo điểm nhỏ bé với vẻn vẹn chỉ có vài gia đình gốc Thái Bình lên đây định cư từ thập niên 70 thế kỷ 20. Vào thăm nhà bà cụ Hàm, lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của cụ và gia đình mà thấy trái tim như quặn thắt lại. Giữa những tháng năm khó khăn vì miếng cơm, manh áo mà gia đình cụ phải rời bỏ làng xóm, quê hương, đi tha phương cầu thực. Có nhiều lúc tưởng như bỏ quên mất đạo mà Chúa vẫn thương tình chở che, dìu dắt và nhất là đưa những người mục tử đến với dân chúng lầm than. Cụ Hàm nghẹn ngào không nói lên lời. Cụ bảo, trong cuộc đời chẳng bao giờ cụ nghĩ sẽ có một ngày đức cha giáo phận lại đến thăm mình. Thế mà ngày mùng 2 Tết năm ngoái, Ngài đã đi bộ leo qua đèo, lội qua suối để lên tận đây dâng lễ cầu nguyện cho mọi người. Chỉ cần như thế là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ có nhắm mắt xuôi tay cũng toại nguyện. Khi xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua miền núi đá rừng hoang để thăm bà Elizabeth. Hôm nay, các cha đến thăm Thậm Thình và ở lại dâng thánh lễ cho bà con giáo dân. Thánh lễ vọng mừng kính Đức Mẹ hồn xác về trời trở nên linh thiêng hơn khi được cử hành giữa miền sơn cước xa xôi và đơn độc. Những lời kinh, tiếng hát ngân vang khắp núi rừng, niềm vui như nở trên môi cười tất thảy mọi người. Mấy mươi năm trước, có ai dám nghĩ rằng có một ngày như hôm nay? Chính Chúa đang ngự trong tấm bánh đã quy tụ đoàn con cái tản mát khắp bốn phương vào một gia đình chung sống thuận hòa. Nhờ đó, ánh sáng tin mừng dần được thắp lên trên dẻo cao đầy thử thách này. Sau thánh lễ, cha xứ trực tiếp kiệu mình thánh Chúa đến cho cụ Hàm. Dù không còn đi lại được, lại chịu sự dày vò của bệnh tật, nhưng cụ vẫn vui tươi đọc kinh lần hạt suốt cả ngày. Chiều nay, được thông hiệp vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô qua bí tích thánh thể, cụ càng cảm thấy hạnh phúc và vững tin vào Thiên Chúa quan phòng. Chia tay cụ Hàm và bà con giáo điểm Thậm Thình, đoàn chúng tôi đi bộ trở ra con đường cũ. Dường như lúc về có Chúa dẫn lối, nên đoạn đường trở nên ngắn lại. Cơn giông tố từ đâu kéo nhau bay về, cuốn theo bụi đường. Những hạt mưa xuất hiện. Màn đêm dần buông xuống, khép lại một ngày mệt mỏi nhưng thắm đượm tình Chúa và tình người. Một ngày mới lại đến, sau một đêm giông tố, bão bùng, bình minh lại thức dậy. Hôm nay là ngày lễ kính Đức Mẹ hồn xác về trời. Đoàn chúng tôi lại tiếp tục chặng hành trình cuối cùng. Một ngày dài với nhiều thử thách cùng những điều lý thú đang đợi chúng tôi khám phá. Từ Thái Nguyên sang Yên Thế, phải đi qua Phú Bình, Cầu Ca theo quốc lộ 37 rồi rẽ sang tỉnh lộ 287, băng qua giáo xứ Nhã Lộng và giáo xứ La Tú. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đoàn chúng tôi
cũng đã đặt chân đến Yên Thế, địa danh nức tiếng với vị anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Cụ Hoàng Hoa Thám, hay còn gọi là cụ Đề Thám, mà dân gian phong tặng danh hiệu Hùng Thiêng Yên Thế, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế suốt từ năm 1885 đến năm 1913. Cuộc giấy binh của cụ đã để lại tiếng vang lớn trong lòng dân tộc. Sáng nay, đoàn chúng tôi ghé thăm giáo xứ Tân An, một giáo xứ nằm trong vùng rừng thiêng Yên Thế. Tân An hiện nay có khoảng trên 4.000 nhân danh, đa số sống bằng nghề nông, trồng lúa nước. Giáo xứ của chúng tôi là nằm 2/3 thuộc huyện Yên Thế và khoảng 1/3 thuộc huyện Tân Yên. Cái đời sống bà con đây thì hoàn toàn là thuần nông, và Yên Thế này là một trong những cái huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang. Vì thế mà về cái đời sống kinh tế của bà con thì cũng còn rất nhiều những vấn đề eo hẹp. Giáo xứ của chúng tôi thì hiện nay là có hai ngôi nhà thờ, tức là ngôi nhà thờ của giáo xứ thuộc gọi là họ Tân An, và một ngôi nhà thờ nữa là giáo họ Hồng Lĩnh. Đó là hai giáo họ đã có nhà thờ, nhà giáo lý. Thế còn còn lại thì Lục Hạ, Yên Lễ, Minh Tân, Đồng Điều, đó là những cái nơi mà chúng tôi đã có nhà thờ, nhưng mà chúng tôi gọi theo nghĩa là nhà thờ thôi, nhưng nó chỉ là một cái ngôi nhà tạm thôi. Và nhất là bây giờ hiện nay trong giáo xứ chúng tôi có 3 cái nơi, thì mỗi một nơi là 1.000 và trên 1.000 nhân danh, đó là Tân An, Yên Lễ và Lục Hạ. Thì bây giờ Tân An này đã có nhà thờ đấy, còn Lục Hạ, Yên Lễ là hai cái nơi bây giờ nó chỉ là một cái ngôi nhà tạm thôi. Cho nên là nhà thờ, nhà tạm, nhà như thế nó chỉ là một cái nhà nguyện mà xây dựng từ năm 1922. Đó. Còn một nơi nữa là một cái nhà giáo dân, nhà dân năm gian, người ta can đầu can đuôi ra, nối ra để mà xây dựng nhà thờ thôi, làm nơi dâng lễ và đọc kinh cầu nguyện thôi. Thế còn ba cái nơi nữa, cụ thể như là họ đạo Phúc Sơn, một tí nữa thì xin mời quý vị chúng ta tới đấy để dâng lễ. Vì tôi vẫn đến đây dâng lễ vào ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ trọng, nơi đó thì cũng chưa có đất mà phải dâng lễ ở nhà ông Trùm. Họ thứ hai là họ Tán Đạo, họ thứ ba là họ Xuân Lương, cách đây 20 cây số. Chúng tôi cũng đang hô hào bà con tiết kiệm trong cái đời sống của mình, rồi góp vốn để mà xây dựng. Thì chúng tôi cũng chưa có hy vọng để xây dựng những ngôi nhà thờ lớn, nhưng mà hy vọng rằng là chỉ với cái sức lực, cái khả năng của bà con, thì chúng tôi cũng hô hào bà con tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày. Đó, từ các trẻ em cho đến cụ già, tất cả mọi người đều tiết kiệm để mà hy vọng và góp vốn để xây dựng những cái ngôi nhà nguyện nhỏ nhỏ, để làm sao mà có cái nơi để cầu nguyện. Đó là một cái khát khao của bản thân của tôi cũng như là của bà con giáo dân. Bây giờ chúng tôi thì bây giờ cái khả năng của chúng tôi thì cũng không có thể làm được những chuyện đó. Chúng tôi chỉ có góp vốn hàng ngày vậy thôi, xây dựng nho nhỏ vậy thôi. Chứ còn nếu bây giờ để mà xây dựng lớn thì chắc chắn chúng tôi không có thể là làm được. Đấy, thì cũng rất mong rằng là cần phải có một cái sự hỗ trợ của bên ngoài nữa. Các quý vị ân nhân, các tổ chức từ thiện thì chúng tôi mới có thể mà làm được những cái công việc lớn như vậy. Dẫn chúng tôi đến thăm giáo điểm Phúc Sơn, cha đoàn giới thiệu đây là một trong những giáo điểm chưa có nhà nguyện. Khu đất mà đoàn chúng tôi để xe chính là nơi dự kiến xây dựng nhà nguyện, nhưng giờ còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay Phúc Sơn có 16 gia đình với 61 nhân danh, cũng chủ yếu sống dựa vào ruộng nương, đời sống kinh tế còn khó khăn. Dù chưa có nhà nguyện, nhưng cha xứ vẫn thường xuyên đến dâng lễ nhờ tại nhà giáo dân. Tuy đời sống khó khăn là vậy, nhưng bà con giáo dân vẫn siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Mỗi khi cha xứ cho lễ là bà con họp nhau lại đông vui, chẳng khác gì ngày hội. Cứ có lễ là giáo dân Phúc Sơn lại căng bạt ra sân để che mưa, che nắng cho mọi người. Đông đảo bà con giáo dân, không chỉ Phúc Sơn mà còn của các giáo họ, giáo điểm khác trong vùng đến tham dự thánh lễ. Niềm tin rạng ngời hiện lên qua từng đôi mắt của các tín hữu. Thánh lễ mừng kính được cử hành trong đơn sơ nhưng thật tuyệt vời, tựa như cuộc đời của Đức Mẹ vậy. Ngay giữa rừng thiêng,
lời tuyên xưng đức tin mãnh liệt của cộng đoàn chính là một biểu chứng hùng hồn cho công cuộc loan báo tin mừng của đấng cứu nhân độ thế. Qua mỗi thánh lễ, mối dây liên kết mọi người trong cộng đoàn như được thắt chặt hơn nữa. Để nhờ lời Chúa tác động, những tín hữu sẽ nhiệt thành sống đạo và sẵn sàng làm chứng cho tin mừng. Chia tay giáo điểm Phúc Sơn, chia tay giáo xứ Tân An, lòng chúng tôi rộn vang lên lời thưa xin vâng của Đức Maria. Chiếc xe lại tiếp tục nhiệm vụ đưa đoàn đến điểm hẹn cuối cùng trong chuyến hành trình lần này. Theo tỉnh lộ 265, rồi rẽ sang quốc lộ 31, đến xã Tiên Hưng thuộc huyện Lục Nam. Ngôi thánh đường cổ kính, tiên nha hiện lên giữa bầu trời thu trong xanh, xung quanh bao bọc bởi hồ nước rộng mênh mông, êm đềm. Sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên ô tô, cuối cùng đoàn cũng đến được với mảnh đất nổi tiếng vải thiều Lục Ngạn. Những đồi vải nằm kề bên nhau xanh xanh màu lá, hệt như tấm thảm lớn trải ra hai ven đường. Tạo hóa ưu ái ban cho vùng đất này giống vải quý, hương sắc thơm nồng, ngọt ngào. Tiến vào thị trấn Chũ, đoàn chúng tôi dừng chân ghé thăm đền Đức Mẹ của giáo họ nổi tiếng với câu ca: Hỡi anh, hỡi chị đi đâu? Đến đền Đức Mẹ mà cầu bình an. Được tin có các cha đến thăm, ông Văn Thành đã ra tận nơi đón đoàn, dẫn chúng tôi đi thăm khuôn viên nhà nguyện của giáo họ. Ông Thành kể lại huyền tích Đức Mẹ Chũ. Chúng con tuy là đứa học sinh, nhưng được các cụ, các nhân chứng còn sống kể lại cho biết đền Đức Mẹ Chũ được Đức Cha Đăng Linh Trần Bình Đóa cho xây cất vào năm 1925 đến năm 1926. Cha giao cho ông giáo phận người Phố Tràng, thị trấn Lục Nam xây dựng tượng Đức Mẹ. Từ khi xây dựng tượng Đức Mẹ thì giáo dân ở trong vùng mới có một bức tượng để đoan lại cái cầu xin. Từ đâu trong dân gian vẫn có câu ca dao truyền tục ở khắp đất này, tức là hỡi anh hỡi chị đi đâu, qua đền Đức Mẹ mà cầu bình an. Đền Đức Mẹ nằm cạnh đường 31, tức là đường 13 cũ. Giáo dân ở miền xuôi lên miền núi hoặc người nương dân người ta đi qua đây, người ta vẫn vào uống nước và để cầu xin những cái nguyện ước về đền Đức Mẹ. Đền Đức Mẹ của chúng ta thì từ khi có đền Đức Mẹ thì có mấy phép lạ mà nhân dân ở trong vùng vẫn truyền tụng nhau. Trước hết là ký ức của anh về quốc quân. Anh ấy là bộ đội đóng quân trong đội đồn trú thì bị Nhật nó đuổi, ta thua chạy, chạy nấp ở trong một gia đình giáo dân, tức là gia đình ông Trần Văn Khê, tức là gọi là bà Khê, ông bà Khê. Thì khi tên sĩ quan Nhật vào thì bà Khê cầm tượng trị nạn và cầm một con dao găm tay thét lên một câu tiếng Nhật. Tên sĩ quan Nhật đó hô lính bỏ đi không đủ soát nữa. Sang hòa bình, anh chiến sĩ đã quay, có quay trở lại đây để tạ ơn nhưng gia đình bà Khê đã đi nơi khác. Còn chuyện về ông Liệt, ông Liệt tên là Liệt, tức là Liệt bẩm sinh. Ông Liệt ở cách đây, ở bên sông Chũ, cách đây vài trăm mét đường chim bay. Ngày thường ông ấy vẫn cứ sang bên đền Đức Mẹ này nhổ cỏ và cầu xin quét tước. Một hôm ông ấy đứng dậy được, thời gian sau khỏi bệnh và đi làm nghề, đi cày thuê. Đó là những cái mà con có thể kể vắn tắt về truyền thuyết của đền Đức Mẹ Chũ. Câu chuyện ông Thành kể nghe sao tha thiết, ngọt ngào. Trước kia, có một thời trên vùng đất màu mỡ này, người ta lãng quên mất đạo Chúa. Nhưng Chúa thì chẳng lãng quên và bỏ rơi một ai. Chính nhờ tượng Đức Mẹ bị nghẹo cổ trong vườn vải suốt bao năm tháng quên lãng lại trở thành điểm tựa, quy tụ các tín hữu. Kể từ đó, giáo họ Chũ được hồi sinh. Đến hôm nay, tượng Đức Mẹ đã được khôi phục lại gần như xưa. Một ngôi nhà nguyện khang trang đã mọc lên trên chính mảnh đất chứa đầy thương tích lịch sử. Tính đến thời điểm này, giáo họ Chũ đã có trên 400 nhân danh, phần lớn là các gia đình làm nghề trồng lúa, trồng vải, buôn bán và một số ít là công chức. Các hội đoàn đang dần được thiết lập. Tuần nào, các cha cũng đến dâng thánh lễ cho bà con. Nhờ đó, đời sống đức tin ngày càng được củng cố và phát triển. Số người trở lại đạo cũng không ngừng gia tăng.
đời sống đức tin đã hồi sinh và thăng triển không ngừng trên mảnh đất này. Giữa xứ sở của vải thiều, tiếng hát hòa vào lời kinh, trầm bồng du dương như tấu lên bản nhạc của đất trời, của lòng người tán tạ hồng ân Thiên Chúa ba ngôi. Niềm hân hoan vui sướng khi cùng chung một bàn tiệc thánh nghe rộn rã, âm vang, xé tan không gian yên ả của một thị trấn nhỏ giữa vùng dẻo cao mênh mông. Thật trùng hợp khi thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại giáo họ Chũ, cũng chính là thánh lễ khép lại chuyến hành hương này của đoàn chúng tôi. Một thánh lễ đầy ý nghĩa, hứa hẹn tương lai rạng ngời không chỉ của giáo họ Chũ mà còn cả toàn giáo phận. Chia tay vị linh mục trẻ nhất giáo phận, vẫy tay chào bà con giáo dân Chũ, đoàn chúng tôi trở về ngôi nhà chung tòa giám mục. Bầu trời đêm phủ xuống con đường bóng đen chập trùng. Những khó khăn, vất vả, tựa như những cơn gió. Chúng có thể dập tắt những tia lửa mong manh, nhưng cũng thổi bùng lên ngọn lửa đức tin mạnh mẽ. Có đi nhiều nơi, gặp nhiều người mới thấu hiểu một điều. Dù người ta có khác nhau về ngôn ngữ, sắc tộc, màu da, dù hoàn cảnh sống có hơn thua, dù nghèo đói hay no đủ, dù hạnh phúc hay khổ đau, nhưng nếu tất cả có chung một đức tin thì mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa. Cuộc sống có nhiều con đường, nhưng chỉ có con đường thập tự của Đức Kitô là dẫn đến vinh quang phục sinh muôn đời. Những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thương, những cái bắt tay thấm đẫm tình người, những câu chuyện huyền nhiệm linh thiêng, những câu kinh văng vẳng núi rừng, những lời ca ngân vang như suối nguồn, những tiếng chào nghe ấm lòng lữ khách, những giây phút sẻ chia ngọt ngào, những kỷ niệm đong đầy con tim sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi sống hạt giống tin mừng trên những dẻo cao ngọt mềm. Một chuyến hành trình đầy ấm áp những kỷ niệm lại cột chặt lấy mỗi người. Sau 4 ngày lặn lội trên hàng ngàn cây số, băng qua núi đèo hiểm trở, lội qua suối sâu thử thách, đoàn chúng tôi kết thúc hành trình đức tin trong an bình. 2000 thu khẽ băng qua, tiếng xưa Chúa phán xa xa vọng vào. Để giờ trên những dẻo cao, tin mừng dập bóng thanh tào lạ lùng.